Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida, chương trình trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Xin chào bác sĩ Hội. Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý khán giả ở trong và ngoài nước. Dạ, quý vị và các bạn đang đến với chương trình, chủ đề ngày hôm nay nói về thoái hóa cột sống. Tiếp nối lần trước, mình chưa có đủ thời gian để trình bày hết về cách điều trị cũng như cách phòng ngừa bệnh thoái hóa cột sống vì quá nhiều câu hỏi lần trước. Và lần này thì chúng tôi vẫn tiếp tục vừa trình bày và cũng vừa nhận câu hỏi của quý vị để trả lời những thắc mắc nhé. Những câu hỏi liên quan tới chủ đề ngày hôm nay lẫn không liên quan mà liên quan tới chuyện bảo vệ sức khỏe và các bệnh khác thì quý vị và các bạn để dưới phần bình luận để có thể chúng tôi chuyển cho bác sĩ Hội giải đáp trong lúc chương trình được thực hiện. Mình nói về thoái hóa cột sống, xin hỏi bác sĩ là ngoài cái chuyện là có những cái triệu chứng báo động đó thì cũng xin bác sĩ lặp lại một chút xíu để quý vị được tìm hiểu rõ thêm cái thoái hóa cột sống đó bác sĩ. Nếu như mà những cái triệu chứng báo động đó bị phớt lờ thì nó sẽ dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như thế nào từ thoái hóa cột sống thưa bác sĩ? Tôi cũng xin nhắc lại sơ chút thế nào là thoái hóa cột sống. Nó có nghĩa là cái xương sống của chúng ta lâu ngày lớn tuổi hoặc là làm việc quá nhiều thì nó gây ra một cái gọi là lão hóa, già đi đó, nó đâm vào thoái hóa thì nó tạo ra cái thoái hóa đó là của những kêu là cái đệm đó, cái đĩa đệm, đĩa ở giữa các cái đốt sống hoặc là các đốt sống nó cũng bị hư hao nhiều, đó kêu là thoái hóa cột sống. Thì thoái hóa cột sống cái triệu chứng thì khi nào mà thường thường thì không có triệu chứng gì cả, nhưng mà đến khi nó có những cái biến chứng, đến khi mà hơi nặng rồi đó thì chúng ta cảm thấy đau thường thường thì đau ở xương cổ hoặc là xương thắt lưng, đấy là hai cái nơi mà chúng ta thường bị và chúng ta đôi khi đó mà khi mà nặng rồi đó thì chúng ta thấy rằng là có những cái biến chứng của nó, ví dụ như là chúng ta thấy chân hoặc tay nó tê có nhiều khi không biết gì cả, hoặc là nó yếu thì chúng ta nắm hoặc là chúng ta đi không có vững, hoặc là đôi khi mà quá nặng đó thì chúng ta không kiểm soát được tiểu tiện cũng như là đại tiện, là do nó bị biến chứng nó làm tổn thương cái cột sống kêu là cái thần kinh xương sống đó. Đó thì lát chúng ta sẽ nói chi tiết hơn để đó thì chúng ta nói sơ lại từ lần trước. Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái phương pháp điều trị thoái hóa cột sống hiện nay, thuốc men như thế nào, có can thiệp phẫu thuật không và cái khả năng điều trị dứt điểm ra sao, xin bác sĩ cho biết. Vâng, cái phương pháp điều trị của thoái cột sống đó, trước hết là chúng ta cần biết rằng là khi xương sống đã thoái hóa rồi, chúng ta không có thể nào phục hồi trở lại được, giống như là một cái gì đó, một cái trái cây mà nó đã hư rồi đó thì khó mà trở lại bình thường. Chúng ta thì chỉ có thể điều trị những cái triệu chứng của nó là đau nhức, hoặc là chúng ta có thể để mà chặn đứng đề phòng những cái biến chứng sắp tới của cái thoái hóa. Do đó thì những cái triệu chứng đầu tiên mà chúng ta thấy hay gặp đó là đau, cho thấy đau ở xương sống cổ cũng như là xương sống lưng thắt lưng, thì cái phương pháp điều trị thì đầu tiên hết á là chúng ta nên có những cái tập thể dục. Ta tập thể dục là một cái phương pháp hết sức là tốt, mà chúng ta tập thể dục từ nhẹ, đừng quá nặng, và có thể dùng những vật lý chuyển pháp là physical therapy, và chúng ta có thể đến cái chuyên viên, những cái vị mà về ngành chiropractor, tức là nắm xương sống lưng, và chúng ta có thể là dùng nó kêu được phương pháp kêu là stretching, tức là tập thư giãn, giãn gân, giãn cốt, giãn lưng của chúng ta, cũng như là yoga hoặc là cái phương pháp mà thường thường những người già hay dùng đó là tai chi, cũng là cái tốt. Thì nói về cái thuốc á, cái dược á, thì chúng ta uống những cái thuốc giảm đau. Cái giảm đau đó thì tức là chúng ta uống những cái thuốc chống viêm, anti-inflammatory như là Advil, ibuprofen, hoặc là rất là nhiều ở trên thị trường, hoặc là Tylenol cũng là một cái thuốc làm giảm đau. Tylenol là giảm đau nhưng mà không có chống viêm. Và chúng ta cũng thường thường đó khi thoái hóa cột sống nó cũng tạo nên gây ra những cái bắp thịt, tức là bắp thịt co cứng lại,
Còn tức là do đó thì chúng ta uống những cái thuốc giãn nở cái bắp thịt, và những cái thuốc đau chống dây thần kinh, một số cái thuốc mà người ta chống cái trầm cảm, lo âu, thì nó cũng giúp cho rất nhiều cái việc chống viêm và chống đau nhất. Chúng ta có thể dùng những cái loại kem hoặc là thuốc nước lotion đó, hoặc là thuốc mỡ mà nó chống đau, nó có chứa chất chống đau. Chúng ta thường hay xài đó là Salonpas hiện nay ở Mỹ người ta xài cũng rất là nhiều, và đã ra thị trường ngoại quốc. Và những cái thuốc có chứa kia là Salicylate, nó có ngoài thị trường thì có bán là Aspergine, nó là cái cream mà nó có cái chất Salicylate, hoặc là chất nó kêu là chất làm tê đó, đó là lidocaine đó. Thì cái lidocaine nó cũng làm chúng ta giảm đau. Đó là về dùng điều trị về thuốc. Thuốc bôi còn, và lẫn thuốc uống. Dạ vâng. Thuốc uống á, bây giờ chúng ta có thể dùng những cái phương pháp khác, là chúng ta có thể đắp ấm. Có người thì đắp ấm hoặc là có người đắp lạnh. Thì tùy theo trường hợp của mỗi người. Và nó có những cái loại máy như là máy rung, cái vibration á, nó rung với tần số rất là cao. Và những cái máy siêu âm, những cái máy siêu âm nhỏ thôi, bằng một nhỏ bằng bàn tay của chúng ta thôi, thì nó gắn vô cái lưng của chúng ta, gắn ngay có cái đường dây nó gắn vào, dán lên trên lưng thì nó làm cho, hoặc là cái máy kêu là máy tần số phóng tia xạ, tức là radio frequency, hoặc là châm cứu cũng có thể giúp, nhưng mà không có phải là hoàn toàn, nó chỉ là một phần nào đó thôi. Và trường hợp là có thể những trường hợp mà tiêm chích vào những cái nơi nó kêu là thường thường ta chứ tiêm bằng thuốc steroid hoặc là thuốc tê đó vào những cái vùng nó kêu là trigger point, những cái vùng á mà chúng ta ấn vào thấy rất là đau, thì cái kêu là trigger point, vùng nó kêu là điểm kích thích đó, chúng ta chích vô đó. Hoặc là chúng ta có thể chích vào các cái nó kêu là một cái bao dây thần kinh ở bên trong trong cái xương sống của chúng ta, nó có một cái dây thần kinh, thì cái bao phía ngoài đó ta chích phía ngoài chúng có thể đưa vào trong dây thần kinh được, thì nó có thể làm giảm, nhưng mà dĩ nhiên nó cũng không hoàn toàn hết. Và tiêm vào cái vùng đĩa đệm, những cái đĩa đệm mà đau đó thì chúng ta tiêm vào cái vùng xung quanh thôi, chứ không phải tiêm vào trong nó. Hoặc là nãy tôi có nói là epidural đó, nó kêu là cái màng cứng bao quanh cái dây thần kinh, thì nó epidural injection. Thì ở đây ở Việt Nam tôi thấy cũng khó chích đó, nhưng mà cái đó thì phải có chuyên môn, vì nó chích nó nguy hiểm, nếu mà chúng ta đụng vào dây thần kinh có thể là hại. Thằng đó còn trường hợp mà đối đế lắm á, thì chúng ta và tôi sẽ nhắc là khi chúng ta ngủ đó, chúng ta nên, ví dụ nếu nằm nghiêng thì chúng ta để cái gối đó ở giữa hai cái chân của chúng ta, giữa hai cái đầu gối của chúng ta, và nếu mà chúng ta nằm ngửa đó thì chúng ta để cái gối ở dưới cái chân của chúng ta, tức là cái đầu gối đó, thì như thế đầu gối chúng ta co lên một chút, nó cũng giúp cho chúng ta khi nằm cái tư thế là nằm ban đêm, nó cũng giúp cho chúng ta. Trường hợp mà nó đối đế quá đó thì chúng ta khi nào là kêu là đối đế, tức là khi có những cái triệu chứng, nó có những cái biến chứng rất là nguy hiểm, thì người ta khi mà những phương pháp điều trị ở trên nó không có thành công, không có hiệu nghiệm nữa đó, và nó có những cái biến chứng nguy hiểm như là mình tê cái chân tay của chúng ta bị tê, bị mất cảm giác hoặc là bị liệt, thì những cái đó là cái triệu chứng mà nguy hiểm, do đó chúng ta cần phải dùng vào giải phẫu. Giải phẫu thì nó có một nhiều cái loại giải phẫu, tôi chỉ nói tổng quát thôi, thì cái này nó tính cách quá chuyên môn đi. Nó kêu là fusion, nghĩa là nó nối hợp lại hai ba cái nốt sống lại với nhau bằng những cái thiết bị đặc biệt, và hoặc là nó ghép xương, ta dùng ghép xương để chúng ta để nối vô đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó kêu là làm mà cố định cái khớp sống, cái khớp xương sống của chúng ta co lên co xuống, bây giờ chúng ta làm cố định lại, nó fixation bằng những cái đinh vít hoặc là những cái kêu là những cái que sắt hoặc là platinum, nó giữ cứng lại, do đó thì chúng ta không có lắc tới lắc lui nữa thì không có đau. Và có thể làm những cái phương pháp khác là làm giảm cái áp lực chèn ép cái dây thần kinh, thì nó kêu là decompression.
thì những cơ hấp này khi mà có những trường hợp mà chúng ta bị xương đó là bị cái lồi, cái nó kêu là thoát vị đó, thoát vị cái đĩa sống, hoặc là những cái xương sống mà chúng ta bị sụp xương sống đó, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp là depression. Vâng, đó là phương pháp mà chúng ta có thể làm. Còn những phương pháp và nói chung thì giống như là laminectomy, tức là giải phẫu ở cái vùng cái đĩa đẹp, tức là laminectomy, hoặc là discectomy, tức là họ giải phẫu lên trên cái đít, cũng là cái đĩa đó. Nói chung thì làm thế nào để cho nó giải thoát những cái biến chứng, ví dụ như cái lồi của cái đĩa sống, hoặc là cái thoát vị của đĩa sống, hoặc nó chèn ép dây thần kinh, thì đó là những phương pháp mà chúng ta làm khi tất cả những phương pháp điều trị thông thường ở trên nó không thành công đó, thưa ông. Dạ vâng, nhưng mà cái phương pháp phẫu thuật can thiệp như vậy đó bác sĩ, là chỉ để giảm cơn đau hay là để bớt cái triệu chứng khó chịu, hay là phẫu thuật thì mình có thể giải quyết được dứt điểm cái vấn đề là thoái hóa cột sống, thưa bác sĩ? Ta nói là cái thoái hóa đó, thì nó đã thoái hóa rồi thì không thể nào làm nó phục hồi trở lại, cho dù có phẫu thuật. Dạ. Có thể là giải phẫu để và giải thoát những cái biến chứng, những cái biến chứng mà gây ra những cái dấu hiệu, những cái biến chứng nó rất là tai hại. Nó đè lên cái dây thần kinh của chúng ta, và khi nó đè lên như vậy đó thì nó làm cho cái những cái tứ chi của chúng ta tùy theo cái dây thần kinh nào nó có thể bị liệt đi, có thể bị tê đi, không biết gì hết. Thì đó là những cái mà chúng ta, và đau rất là đau, đau đớn lắm. Thì như thế là ta giải phẫu khi trường hợp tất cả những phương pháp ở trên nó không có hiệu nghiệm cả đó. Dạ vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình về thoái hóa cột sống đó, mình chụp X-quang thì mình có phát hiện ra cái bệnh này không? Thì câu hỏi cũng rất là hay, và nhắc tôi để nói làm thế nào để chúng ta phát hiện được. Thì đương nhiên là khi mà chúng ta thấy nó đau rồi đó, tức là cái triệu chứng mà chúng ta biết là chúng ta đã bị có những cái tổn thương hoặc là đau ở cột sống, thì chúng ta phải đi đến bác sĩ, ta sẽ cho làm X-quang. X-quang là cái phương pháp mà thông thường nhất và cũng đỡ tốn kém nhất, thì có thể cho chúng ta thấy cái hình ảnh mà của cái thoái hóa của cái xương sống, hoặc là những cái đĩa đệm nó có thể bị thoái hóa, hoặc là những cái lồi ra, hoặc là thoát vị, có thể thấy được nhưng mà không rõ lắm. Nhưng mà nếu trường hợp cần thiết thì bác sĩ sẽ cho, nó kêu là làm MRI, tức là về tường tính đó, MRI đó, imaging magnetic đó, thì lúc đó sẽ thấy rõ hơn. Có những trường hợp thì ta làm scan, nếu chúng ta có những cái vật dụng gì bằng sắt á, bằng kim loại xin lỗi quý vị, những cái vật dụng gì mà kim loại đó xin lỗi, dạ, nó bằng kim loại thì chúng ta không thể làm MRI được, mà chúng ta chỉ làm CT scan, thì nó cũng cho ta thấy được những cái tổn thương, những cái biến chứng mà chúng ta đã nói ở trên đó, thưa cô. Dạ, Đức Lâm hỏi thăm bác sĩ, thoái hóa cột sống với cột sống có giống nhau không? À, cái cột sống tức là nói vôi cột sống, vôi cột sống và thoái hóa cột sống. Thoái hóa nó tức là degeneration, degenerative, tức là nó bị thoái trào đi đó. Thì cái đó là hay là thoái hóa xương sống thì thế thôi. Còn những cái trường hợp mà vôi cột sống, tai nạn đó, tai nạn nó làm cho cột sống của chúng ta có thể bị gãy, bị này kia, thì cái đó nó khác là thoái hóa. Thoái hóa giống như cái bệnh của ta nó bị thoái trào đi, cơ thể của chúng ta già đi, do nó thoái hóa cái xương sống của chúng ta. Vâng, còn vôi cột sống thì sao ạ? Vôi cột sống đó là đóng những cái chất xương, những cái xương nó có nhiều chất calcium, thì nó đóng vô, cái đó là khác, cái đó cũng là cái khác. Nhưng mà thường thường thoái hóa cột sống nó cũng gây ra cái vôi cột sống, đấy là cũng nó có liên hệ với nhau. Nhưng mà thoái hóa có nghĩa là chỉ giống như là cái trái mướp á, chúng ta thấy trái mướp tươi cắt ra thì thấy thịt không ạ, nhưng mà nó già già đi ta thấy toàn sơ không, đó là đã thoái hóa rồi đó. Vâng, thoái hóa cột sống tập yoga có khỏi bệnh không bác sĩ? Thì đó là một trong những phương pháp mà giúp cho chúng ta để khỏi, nó không phải là điều trị cái thoái hóa, mà điều trị những cái triệu chứng của thoái hóa cột sống như là đau xương, đau nhức thì yoga rất là tốt, và điều trị tức là stretching exercise, tức là co giãn chân tay. Chúng ta có thể lên trên internet, chúng ta đánh cái chữ stretching exercise thì ta thấy hình ảnh nó đơn giản lắm,
nhưng mỗi ngày chúng ta làm chừng khoảng 10-15 phút thì nó giải quyết, đôi khi không cần uống thuốc mà có thể hết, rất là quan trọng. Dạ vâng. Bằng cách nào trị thoái hóa cột sống không bị tái phát? Câu hỏi tiếp tục của Đức Lâm thưa bác sĩ. Thì như tôi đã nói đó, cái thoái hóa mình không có thể mà mình xóa nó đi được, nhưng mà mình tránh không có cho nó tiến lên nữa, và hoặc là tránh những cái biến chứng bằng cách là gì? Chúng ta tập thể thao, ăn uống lành mạnh, có nghĩa là ăn uống nhiều chất sinh tố cũng như là rau cỏ, cá cũng rất là tốt, cá béo đó, cái omega 3 đó cũng rất là tốt, và người ta cũng có điều trị nhiều khi bằng dầu cá đó, ta dùng dầu cá có thể điều trị được, giúp cho cái sự thoái hóa nó không có tiến hơn nữa. Và đó là những cái phương pháp mà lúc nãy tôi nói điều trị đó, thì chúng ta có thể áp dụng tất cả những phương pháp đó để làm cho cái thoái hóa nó không có đi xa, nó không gây ra những cái biến chứng mà chúng ta đã nói ở trên đó. Thưa cô Nguyễn Quang Thanh xin hỏi bác sĩ là kéo xà đơn cho cột sống thẳng có lợi hay có hại nhiều hơn? Thì có những phương pháp đó, người ta có điều trị bằng cách là kéo cái xương sống nó thẳng, không có nghĩa rằng là nó thành 100% như là một khúc cây thì không phải. Xương sống của chúng ta nó hình cong, nó hơi cong, nó cong theo tọa trước ra sau đó. Ví dụ như là cái ngực của chúng ta, cái lưng của chúng ta hơi cong một chút, rồi cái ở dưới cái thắt lưng thì nó ướn ra phía trước một chút, chứ nó không thể thẳng hơn. Nhưng mà người ta cũng có dùng cái phương pháp kéo á, để và cái đốt sống nó đã chèn ép, nó kéo ra, cũng là một phần nó có thể điều trị được, nhưng mà không có phải là hoàn toàn 100% đâu. Vâng, xin hỏi mỗi lần lắc đầu vài cái thì một lúc sau cảm thấy bần thần hoa mắt rất khó chịu. Xin cho biết hiện tượng đó nói lên điều gì, có liên quan tới đốt sống cổ hay không ạ? Cái đó nó có liên quan đến hiện tượng cái thần kinh ở trên não. Khi chúng ta lắc như vậy đó, ta có thể là đụng chạm đến cái dây thần kinh nào đó từ trên cổ hoặc là ở trên đầu. Cái đó là chúng ta phải đi đến bác sĩ chuyên môn để xem coi chúng ta có bị những cái bệnh gì không, nhất là trong lỗ tai. Chúng ta khi lỗ tai của chúng ta đó, ở cái tai giữa đó, nó có một cái bộ phận nó giữ cho cái thăng bằng cơ thể. Chúng ta sở dĩ chúng ta đi đứng mà chúng ta không có bị té là cái sự nó do cái thăng bằng cơ thể ở trên ở trong nó giữ ở trong cái tai trong. Mà nếu tai trong nó có bệnh gì đó thì có thể làm cho chúng ta hơi chóng mặt, hoặc là chúng ta ngồi dậy nó bị chóng mặt, hoặc là chúng ta lắc đầu nó cũng hơi bị chóng mặt. Thì đó thì chúng ta cần phải đi khám xem coi cái nguyên nhân đó là cái gì. Cái này nó có nhiều cái phức tạp lắm, chứ không thể nói qua được. Cảm ơn cái người hỏi. Vâng, Lộc Thanh, năm nay 15 tuổi, bị xẹp đĩa đệm L4, L5, sau đó tê chân, đau lưng, rồi có thời gian đi tập thể hình 4 tháng, hết tê chân. Bây giờ nghỉ 2 tháng, hay đu xà, bây giờ hết tê chân còn đau lưng, đôi khi vẫn đau khi làm gì đó sai tư thế. Bây giờ 15 tuổi, cao 1m63, với những triệu chứng như vậy thì sau này có thể cao hơn được hay không ạ? Thì đây đúng là một cái triệu chứng điển hình cho một cái đĩa đệm đó. Cái đĩa đệm đó nó bị xẹp, và cái cách điều trị đó là tập thể thao là cách đúng nhất, và vì thế mà cũng đã giảm được những cái triệu chứng. Thì đây là tiếp tục chúng ta cần phải như là ở trên tôi đã nói đó, chúng ta làm thế nào để tránh nó có những biến chứng khác. Do đó chúng ta tiếp tục là chúng ta thể dục thường xuyên, thể dục nhẹ thôi, thử thể dục thường xuyên và ăn uống những cái thức ăn nó lành mạnh, nghĩa là không có mỡ nhiều quá và không có ăn thịt đỏ nhiều quá. Vâng, mà ăn rau, trái cây, cá, những cái đó và những cái đậu phụ như thế nó giúp chúng ta rất nhiều. Do đó cái vấn đề liên quan vấn đề thức ăn nữa, nên chúng ta cần phải nghiên cứu để ăn uống cho đúng cách. Tập thể thao là cái quan trọng, rất quan trọng. Thì bạn đã làm như vậy đó, rất là tốt. Và còn cái chuyện mà cái lớn hơn thì đương nhiên 15 tuổi, 16 tuổi chúng ta còn có thể cao hơn, cho đến 20, khoảng 25 tuổi trở hết đó. Thì như thế đó, là chúng ta ăn uống đầy đủ, có các chất calcium chứa, thì như thế nó cũng giúp cho chúng ta cao hơn lên. Chứ không phải là vì đau cái đốt sống đó mà chúng ta không có lớn, không có cao hơn, cao lên.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về cách điều trị rồi, xin hỏi thăm về cách phòng bệnh thoái hóa cột sống, những cái phương pháp hoặc là thói quen sinh hoạt nào giúp phòng bệnh thoái hóa cột sống, hoặc là lỡ có mắc phải rồi thì cũng hạn chế cái diễn tiến bệnh nặng hơn, thưa bác sĩ? Thì đấy, cái này câu hỏi này hết sức là hay, hết sức là quan trọng để cho chúng ta biết chẳng những cho những người đã bị thoái hóa cột sống rồi mà chúng ta cũng cần áp dụng để chúng ta đề phòng những cái thoái hóa cột sống trong tương lai, hoặc là có những biến chứng của cái thoái hóa cột sống bằng cách là chúng ta ăn uống như nãy đã nói, là chúng ta ăn uống lành mạnh, rau nhiều, ít thịt đỏ, và đặc biệt là không hút thuốc. Bởi hút thuốc á, nó sẽ làm cho chúng ta thoái hóa rất là nhanh, chẳng những là cột sống mà còn tất cả những cái bộ phận khác ở trong cơ thể. Rồi chúng ta tránh những cái tổn thương về cái cột sống, ví dụ như là chúng ta tránh chúng ta khiêng vác quá nặng đi, hoặc là chúng ta đặc biệt là cái vị trí ngồi, vị trí đứng, vị trí đi đó, cái tư thế của chúng ta phải đúng cách. Chúng ta đừng ngồi mà khom lưng quá, hoặc là đứng khom lưng, hoặc nghiêng qua nghiêng một bên, cứ giữ theo vị thế lâu quá. Từ đó chúng ta phải đi đứng ngồi đúng cách, và chúng ta đặc biệt là không nên khiêng vác quá nặng đi. Mà có những trường hợp mà công việc phải làm thì chúng ta phải có cái đai, cái đai lưng, đai thắt lưng, hoặc là có những vị trí, giữ vị trí đúng cách để chúng ta, nhưng mà không thể quá những cái trọng lực quá nặng đi. Và đấy thì chúng ta nói là đấy là những cách tổng quát như vậy đó, thì như là cố gắng là tránh tai nạn, và tránh mà khiêng vác quá nặng đi. Và tôi xin nhắc lại, đó là những cái tư thế của mình giữ cho nó đúng cách, ngồi đứng ngồi cũng vậy. Nếu chúng ta ngồi ngủ mà không đúng cách nó có thể gây ra đau cái xương sống, hoặc là chúng ta cái giường của chúng ta đó, giường chúng ta không nên quá mềm đi, nó mềm quá nó võng xuống nó làm cho cái xương sống của chúng ta nó quẹo đi, nó có thể đau. Và còn cái thoái hóa thì là do cái sự tiến triển, thì chúng ta ăn uống lành mạnh và tập thể dục thể thao là cái tốt nhất. Vâng, bây giờ nói về cái tư thế đó thì xin bác sĩ hướng dẫn thêm về tư thế ngủ. Thì có rất là nhiều kiểu nằm ngủ, nằm sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng. Tư thế ngủ nào được coi là đúng tư thế và không ảnh hưởng tới cột sống, thưa bác sĩ? Chúng ta thấy những cái tư thế thiên nhiên nhất á, nằm sấp không phải là tư thế thiên nhiên, mà chúng ta cái gì nằm ngửa là một cái tư thế thiên nhiên, và một cái tư thế khác là nằm nghiêng. Và chúng ta nằm nghiêng, nhưng mà khi mà chúng ta nằm như vậy đó thì chúng ta cũng như nãy tôi nói là có thể mình nghiêng thì mình để một cái gì ở giữa hai cái đầu gối, hoặc là chúng ta nằm ngửa thì cũng co hai cái đầu gối lên một chút thôi, co ít thôi đó. Và chúng ta cũng cố gắng đừng có cái nằm sấp đó, đó là cái tư thế nó không tự nhiên. Có thể là hồi từ con nít đó, hồi mới sanh mới đẻ ta để như vậy, nhưng mà lớn lên thì bởi vì khi nằm như vậy, tại sao mà để nằm nghiêng như thế, để nằm úp như thế? Bởi vì khi mà cái đồm rái đó của đứa nhỏ đó, nó sẽ ra ngoài, nó không có đi vào trong phổi, trong cuống phổi, do đó nó phải để nằm sấp. Chứ còn trường hợp chúng ta đâu có bị những trường hợp đó, do đó thì chúng ta không nhưng mà có nhiều người họ có thể nằm nghiêng, nằm sấp, nhưng mà tùy theo mỗi người. Nhưng mà cái xin nhắc lại là cái giường của chúng ta đó, nhiều người khi đi nằm võng á, cái võng nó võng nó vòng, nó làm cho cái cơ thể chúng ta thấy cái đó là bất lợi hết sức. Và cũng có thể có cái tư thế mà chúng ta đi đi về tôn giáo đó, nhiều khi chúng ta quỳ cái khung quá đi, hoặc là như thế nào nó không có thẳng đứng con người, nó làm cho chúng ta về sau nó rất là đau. Hoặc là chúng ta ngồi ngồi cũng vậy, ngồi mà chúng ta cái hai cái đùi của chúng ta mà nó toạc ra quá đó, thì nó có thể là gây ra hạn. Thì đấy, cái tư thế rất là quan trọng. Và tư thế tự nhiên nhất là mà thẳng lưng và ngồi, và nhất là chúng ta không ngồi quá lâu như là lái xe đó. Khi lái xe thì chúng ta khi ngồi quá lâu chúng ta cũng cần phải có di chuyển, hoặc là khoảng 2 tiếng thì chúng ta phải ngừng để xuống, chúng ta làm stretching, chúng ta là vươn vai, vươn tay, vươn chân cho máu lưu thông. Thì cái đó là những cái mà giúp rất nhiều cho cái thoái hóa cột sống, cũng như là cái đau nhức xương sống của chúng ta đó. Dạ vâng, và cái hướng dẫn vừa rồi cũng trả lời luôn cho bạn Song Ngọc vi tính. Thì bạn hỏi là bạn thường ngồi ghế văn phòng mỗi ngày tới 10 tiếng, có bị ảnh hưởng tới cột sống sau này hay không? Thì bác sĩ cũng vừa nói. Dạ thưa bác sĩ, câu hỏi của Lê Nguyễn Thanh Bình, năm nay 15 tuổi, tập gym, có ảnh hưởng tới chiều cao hay không? À, tập gì? Tập gym đó hả? Dạ. À, nếu chúng ta tập bình thường thì rất là tốt, nhưng mà nếu chúng ta tập tạ đó, cái tạ nó đè xuống, nó
quá khứ nó đè cái cuộc sống của chúng ta xuống thì cái đó nó có thể ảnh hưởng chiều cao. Cái đó thường thường ấy, những cái người mà kêu là lực sĩ mà tả đó, chúng ta thấy họ thấp lắm, họ to nhưng mà họ thấp chứ họ không có cao được. Còn những cái người mà chơi thể thao mà đu đó, đu thì tất nhiên là nó tạo cho cái chiều cao của chúng ta nó kéo giảm chiều sống ra. Vâng, Đỗ Thanh Tùng xin hỏi, bị thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ đốt số 6, tôi có tham khảo thì có phương pháp chữa bằng chiếu sóng radio, phương pháp này có hiệu quả không? Thì như tôi đã nói ở trên thì đó là một trong những phương pháp điều trị thì chúng ta cũng có thể thử, có thể là có thể có hiệu quả, nhưng mà cũng có những trường hợp nó không có hiệu quả nhiều, hoặc một thời gian sau thì nó lại tái phát trở lại. Thì như vậy là nói chung cái đĩa đẹp mà nó bị thoát vị, phải không? Thoát vị hay lồi ở đó thì những cái đó chúng ta cũng không làm mất hết được. Trường hợp mà khi mà nó có cái nó kêu là cái complication đó, những cái hậu quả nó rất là nguy hiểm, thì lúc đó đó chúng ta cần phải giải phẫu để và chúng ta cắt cái đó đi, cắt cái lồi ra hoặc là những cái thoát vị ra. Và có những trường hợp đó là chúng ta cần phải cắt những cái kêu là những cái gai xương sống đó, gai xương sống không có thể nào làm tan được. Do đó chúng ta nếu trường hợp mà đau quá nhiều đó, đau kinh niên mà không chịu được đó, thì chúng ta cần phải có bác sĩ để mà cắt cái kêu là cái osteophyte, kêu là gai xương sống Dạ vâng. Thưa bác sĩ, những câu hỏi còn lại không liên quan tới thoái hóa cột sống. Xuyến Lê, tôi bị tắc nghẽn phế quản mãn tính, có chữa theo Tây y hết không bác sĩ? Tôi không nghe rõ câu hỏi, xin nhắc lại. Dạ, bị tắc nghẽn phế quản mãn tính, chữa Tây y hay là Đông y thì hết? Giữa Tây y và Đông y thì tôi thấy thứ nhất là mình định nghĩa đó, cái trường hợp là cái phế quản chúng ta bị tắc là gì? Tức là nó tắc có nhiều nguyên nhân, mà nhất là những người hút thuốc á, hoặc những người bị viêm hay là thường thường bị viêm phế quản đó, thì nó tiết ra một cái chất chờn hoặc nó co thắt lại, nó làm cho cái tắc phế quản đó, mà nó gây ra những cái triệu chứng như là khó thở, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta kêu là hen chướng đó, chúng ta có dịp nào chúng ta nói về cái bệnh này. Thì như vậy đó, là cái này là do một cái bệnh mà cái phế quản, thì chúng ta điều trị bằng cách gì thì tất nhiên là Đông y cũng có cách điều trị, tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà bên Tây y đó thì chúng ta cái điều trị là thứ nhất là chúng ta tránh những cái nguyên nhân gây ra những mà gây ra những bệnh đó, ví dụ như là hút thuốc này, hoặc là những cái môi trường đó, xung quanh chúng ta làm cho chúng ta nó kêu là allergy đó, nó phản ứng và nó tiết ra những cái chất nhờn, và như thế thì chúng ta tránh cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó, nó dùng cái thuốc làm giảm cái nở cái phế quản ra đó, chúng ta bằng xịt, có những cái xịt ta bơm cái thì hai ba cái từ lúc sau nó hết đó, thì như vậy nó cũng là một cái mặt tính rồi. Và cái có những cái uống thuốc, có những cái thuốc mà chúng ta tránh làm thế nào để viêm, nhất là bị viêm phế quản, viêm phế quản thì bằng cách để điều trị bằng phụ sinh, hoặc là chúng ta có những cái trường hợp nó trở thành mặt tính rồi không có thể trị hết được, nhưng mà chúng ta có thể giữ cho cuộc sống cái bình thường được. Còn Đông y thì tôi không rõ lắm. Vâng, Nguyễn Quang Kỉnh nhờ bác sĩ tư vấn bệnh viêm xoang, đau nửa đầu sau gáy. Cái bệnh đau nửa đầu sau gáy á, thì nó cũng là một cái bệnh nó có nhiều liên quan phức tạp, có thể là cái xương sống cổ, dây thần kinh, hoặc là ở trên cái não bộ của chúng ta đó, thì cái này nó hơi phức tạp, thì cũng cần phải đến bác sĩ để xem, có cần thì giới thiệu cái bác sĩ về chuyên khoa về thần kinh neurology đó, để ta tìm hiểu nguyên nhân ra sao, nó từ đâu. Thì đấy, cái này nó cũng phức tạp, không thể trả lời trên bằng online được. Dạ vâng. Năm nay 19 tuổi, bạn bị gai cột sống, hiện tại rất là đau, làm thế nào để giảm bớt đau? Đó, cái vấn đề đây là một cái trường hợp mà cái gai cột sống đó, đó là cái biến chứng của thoái hóa cái cột sống, hoặc là arthritis đó, nó kêu là viêm. Viêm thì không biết là trước đây có hút thuốc nhiều hay không, thì trước hết là mình phải tránh những cái nguyên nhân nó gây ra những cái trường hợp thoái hóa cột sống. Thứ hai đó, uống thuốc giảm đau, thì như nãy tôi nói là giảm đau thông thường, và có những giảm đau mà có chất nó kêu là chất morphine, tức là chất mà nó kêu là thuốc phiện đó, nó giúp giảm đau, nhưng mà cái
và nếu trường hợp quá sức á, thì chúng ta cần phải đến pháp lý để xem coi có tội không, vì cái đó nó không có giả, không có cách nào mà làm nó kêu là nó biến mất đi, chỉ có cách là giải cắt nó đi thôi. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Chúng ta vừa tìm hiểu bệnh thoái hóa cột sống, những cái biểu hiện cũng như là cách phòng ngừa điều trị với bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Chúng tôi xin tạm khép lại chương trình ở đây vì đã hết thời lượng rồi. Những câu hỏi chúng tôi chưa kịp trả lời, xin mời quý vị đón xem chương trình hàng tuần và gửi câu hỏi thường xuyên cho bác sĩ Hội nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay, thưa bác sĩ Hội. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã nghe và cảm ơn Đài Hoa của Trà My đã giúp chúng ta để có được cái sự phỏng vấn về vấn đề y học thông thường ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ, Trà My cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tối thứ tư hàng tuần với bác sĩ Hội. Tối thứ năm thì mình có chương trình di trú với luật sư di trú Khanh Phạm, và tối thứ hai thì mình có chương trình giải đáp du học với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Mời quý vị đón xem thường xuyên và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Trà My xin thân ái kính chào.